đề nghị chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh. Đến dự còn có đồng chí Hoàng Thiên, trưởng phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Hữu Lũng, đồng chí Nguyễn Bá Đoàn, cán bộ kiểm lâm phụ trách địa bàn, đồng chí Trịnh Tuấn Anh, chuyên viên phòng tài nguyên môi trường huyện Hữu Lũng, đề nghị chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh. Về phía xã có đồng chí Lương Xuân Quế, bí thư đảng ủy, chủ tịch đất lâm nghiệp. Cụ thể từ đầu những năm 90 đã có nghị định 01, nghị định 02 và gần đây nhất là thông tư liên tịch số 07 giữa Bộ Tài nguyên Môi trường và Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn về hướng dẫn chi tiết thực hiện công tác giao rừng gắn với giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đặc biệt là cho các cá nhân, hộ gia đình và cộng đồng dân cư thôn, cũng như sự phối hợp thực hiện của Ủy ban nhân huyện Hữu Lũng, Ủy ban nhân xã hiện thành công chương trình giao rừng gắn liền với giao đất lâm nghiệp tại khu vực rừng phòng hộ. Do đã thực hiện trên cơ sở tôn trọng kiến thức bản địa và quyền của nhân dân, tuân thủ đúng quy trình giao đất giao rừng nhằm đạt các cấp để tổng kết kết quả được và chia sẻ các bài kinh giao rừng gắn với giao đất lâm nghiệp cho các hộ dân, hộ gia đình và cộng đồng dân cư tại thôn vùng lòng hồ. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập tự do hạnh phúc. Phương ở số 6272 QĐUV ngày 4 tháng 10 năm 2013 quyết định về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng hèn 34 là ông Nông Văn Hợp, 35 là ông Nông Văn Thương, 36 là ông Nông Đậu, 40 là ông Nông Văn Giòn, 41 là Nông, 47 là ông Hoàng Văn Lợi, 48 là ông Hoàng Văn Hậu, 49 là ông Hoàng Văn Tiến, 50 là ông Hoàng Văn Tới, 51 là Hoàng Văn Thìn, 64 là ông Hoàng Văn Ô, 65 là ông Hoàng Văn Trừng. Bảy mươi bốn là ông Lý Quốc Tư, 75 là ông Hoàng. Hai cái thôn này. Tổng kết lại quá trình triển khai thực hiện chương trình và thành công như hôm nay, tôi xin trân trọng giới thiệu đồng chí Phùng Văn Tiến, đại diện cho Ủy ban nhân xã Hòa Sơn lên thông qua báo cáo tổng kết. Xin mời đồng chí. Báo cáo hội nghị tổng kết chương trình giao rừng gắn với giao đất. Chúng ta bây giờ là sát sườn với chúng ta rồi. Thế thì sự cần thiết là chúng ta phải quản lý sốc lại, tức là tác động con người chúng ta được đó là nguồn nước cũng sẽ ít đi, nguồn sinh thủy rồi tất cả các cái mặt lợi ở dưới rừng là không còn ít đi. Thế thì bây giờ là chúng ta phải có những cái việc đồng chí ủy ban nhân dân huyện kính thưa các đồng chí ở ủy ban xã Hòa Sơn và kính thưa trung tâm Si Du, qua cái thời gian thì là cũng lâu và đến nay là cũng trung tâm Si Du là cũng rất vất vả và đồng đi cùng chúng tôi, cũng nhân dân chúng tôi đã làm được cái sổ đỏ cho nhân dân chúng tôi ở trong vùng lòng hồ Khuân Vinh. Chúng tôi nay rất cảm ơn và hơn nữa là có trung tâm Si Du còn giúp đỡ chúng tôi là giành lại được cái chỗ đất mà của công ty cái gì ở mẹt này thì là đấy, ở Tuấn Nguyệt đấy là công ty ấy là mua bán trái phép mà đã giữ lại được và giành lại cho cộng đồng thôn trại dại chúng tôi là chúng tôi rất vui mừng và phấn khởi và chúng tôi sẽ hứa là giữ một cái lô rừng này cho nó và làm thế nào nó phát triển xanh sạch đẹp và đúng là để còn giữ lấy nguồn nước và môi trường sinh thái để cho vùng lòng hồ và vùng với Hòa Sơn này để có nước tưới tiêu cho cả vùng Hòa Sơn. Bảo vệ phát triển rừng căn cứ pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn số 34. Pháp lệnh luật bảo vệ và phát triển rừng năm 2004/2007, pháp lệnh của ủy ban thường của chính phủ ngày 2 tháng 11 năm 2009 của chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý rừng bảo vệ, thông tư số 70 ngày 1/8/2007 của Bộ Nông nghiệp
và phát triển nông thôn về hướng dẫn xây dựng và tổ chức thực hiện 2011 ngày 20 tháng 5 2011 của Bộ Nông nghiệp và Lâm sản Ngoại gỗ, thông tư số 03/2000 ngày 31 tháng 3 năm 2000 của Bộ Tư pháp, Bộ Văn hóa Thông tin, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Thế thì phải nói như này, cái thứ nhất là cái khái quát quá trình quản lý đất đai của nhà nước ấy, thì trong đó có chính sách giao đất giao rừng, công tác quản lý của nhà nước. Thì báo cáo với các đồng chí dự nghị là thôi chúng ta hình dung lại một chút. Báo cáo là trước đây thì như ta biết là kể cả Hà Sơn, tất cả trên địa bàn huyện Đông Lũng thì vô cùng đồi rừng, chim muông các loại, thú rừng đều, đúng không? Thế nhưng trải qua quá trình quản lý thì có một cái thời kỳ các ông chỉ biết rằng là các cái lâm trường đấu đến với chúng ta thì giao chỉ tiêu kế hoạch để chặt rừng, khai thác rừng. Thế dần thì rừng sẽ đẩy lùi đi. Đó là chúng ta đều biết cả. Thế sau đó là đến năm 9 hay là ở tại xã Hòa Sơn thì có một cái vùng rừng phòng hộ, đây mới nói ở rừng phòng hộ thôi, nó trên 500 ha. Thì đến hôm nay thì tiếp tục được tổ chức giữa huyện và được sự giúp đỡ của trung tâm Serum, là cái tổ chức phát triển rừng đa dạng sinh học, thực hiện một cái trên địa bàn, được biết rằng là trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn thì riêng Hữu Lũng thì được thực hiện 2 điểm. Thế hôm nay qua một thời gian thì chúng ta đã tổ chức được một cái buổi để giao đất, giao rừng cho các hộ gia đình, cộng đồng dân cư. Thì đây là một kết quả rất là đáng khích lệ, phấn khởi để giúp cho huyện Hữu Lũng để hoàn thành được cái dần hoàn thành cái mục tiêu giao đất, giao rừng trên địa bàn huyện cũng như là đối với đặc biệt là riêng xã Hòa Sơn trong thời gian tới. Thì cái chương trình này huyện cũng tiếp tục thực hiện cái việc chỉ đạo, rồi tiếp tục thực hiện cái việc công tác giao đất giao rừng tiếp theo, không những địa bàn xã Hòa Sơn mà tất cả các địa bàn khác ở trong huyện thì trong thời gian tới cũng tiếp tục được thực hiện, và cũng mong được sự giúp đỡ tiếp tục của trung tâm Serum để thực hiện cái mục tiêu là nhiều cái mô hình rừng đa dạng sinh học để cộng đồng dân cư cùng quản lý. Ra bao nhiêu tấm lít không chả thấy con gì, bây giờ bây giờ mình đảm bảo có con gì hết. Thế ăn uống thì nước thì này như thế này nấu cơm. Nước thì ăn trực tiếp đó, múc dưới ăn thôi. Chứ mà không phải đánh nhỏ gì thêm không?